Chào mọi người nhé. Hôm nay ký sự Buôn Ông sẽ giới thiệu cho các bạn bản của người đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắc Ngo. Đấy. Hình ảnh các bạn vừa thấy đó là bản Tân Lập với lại bản Ninh Hòa các bạn nhé. Một bản là 100% gần 99% là người đồng bào dân tộc Mông. Bản này là những đồng bào dân tộc Mông di cư tự do từ ngoài Bắc vào các bạn nhé. Đấy, bản nằm ở trong thung lũng rất là đẹp các bạn ạ. Mọi người cùng với mình đi khám phá xung quanh bản này nhé.